Gì nữa? Cái chỗ chữ cái nhà Fred Garden ở sau đó là cái nhà nước á. Sao cầm cái phiếu này có khác thì vô đó lấy nước. Nước gì? Nước uống. Trong đó hàng loạt nước. Đây nước. Mỗi người phiếu hả? Mỗi dạ. Người phiếu. Cái này là ở khu du lịch Tà gì, Tà Lùng, Tà Nùng gì. Thank you.
cái bông này ở trên này nó mọc rất là nhiều. Ở trên này nè, con lên con chắp đôi cánh. Là coi chừng con bay đi luôn. Mượn cánh chụp thôi nha, chứ đừng có bay nha. Cái này là ở khu du lịch Tà Lùng, Tà Nùng vậy.